Cái phong trào ngũ tuần lân tứ khác với giáo hội ngũ tuần nha anh chị em. Tôi xin nói để chúng ta phân biệt được. Giáo hội ngũ tuần ở Việt Nam ấy, tên tiếng Anh của họ là Assembly of God, cũng là một cái giáo hội khá lớn ở trên thế giới. Nhưng nó khác với phong trào ngũ tuần. Phong trào ngũ tuần thì nó không nằm ở bất cứ một giáo hội nào hết. Nó đi vào tất cả các giáo hội. Người ta có thể là vẫn ở giáo hội của họ, thậm chí là cả công giáo. Những linh mục công giáo, một số linh mục công giáo được tiếp cận với phong trào ngũ tuần và họ đã được sự tuôn đổ của Thánh Linh và được bắt tên Thánh Linh, được cầu nguyện tiếng lạ, được kinh nghiệm các ân tứ siêu nhiên đuổi quỷ chữa bệnh và họ được vận hành. Nên đấy là một cái điều chúng ta thấy rằng là chỉ từ một ngọn lửa thôi. Một ngọn lửa nhỏ có thể lan ra và lan ra rất là mạnh mẽ. Nên chúng ta hai ngày vừa rồi là chúng ta đã nhận được một chút lửa từ nơi Chúa, thì mong ước rằng là cái ngọn lửa đấy nó cứ bùng cháy mãi lên và chúng ta lan cái ngọn lửa đó ra khắp nơi. Amen. Chúng ta là người lan lửa chứ chúng ta không phải là người dập lửa. Amen. Chúng ta không phải là người dập lửa, chúng ta là người lan lửa Thánh Linh. Amen. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về các hình thức của giao ước. Giao ước là gì? Giao ước theo cái hiểu thông thường của mọi người đó là sự ràng buộc giữa hai thực thể hoặc là nhiều thực thể, bao gồm quyền lợi, trách nhiệm và chế tài liên quan. Có thể là hai người kết ước với nhau hoặc là nhiều người, nhiều đơn vị kết ước với nhau. Nó bao gồm quyền lợi, trách nhiệm và những chế tài. Trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy Chúa giao ước với con người, rồi con người giao ước với con người. Và đặc biệt là khi Chúa giao ước con người thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều điều kỳ diệu mà Kinh Thánh ghi lại. Mà cái người được nhận cái giao ước đấy thì có nhận được cái quyền lợi, cái trách nhiệm và cái chế tài. Thì đầu tiên chúng ta thấy là việc là Chúa giao ước với con người là có Chúa giao ước với Adam và Eva. Cái giao ước của Chúa với Adam và Eva đó là Ngài trao cái trái đất này cho con người. Ngài trao cái quyền quản trị trái đất này cho con người. Và khi Chúa trao cho con người thì nó bao gồm cả chế tài, bao gồm cả quyền lợi. Con người quản lý cái trái đất này tốt thì con người sẽ nhận được phước từ nó, mà con người không quản lý trái đất tốt thì con người sẽ không nhận được cái phước hạnh của nó. Và khi Adam và Eva phạm tội thì Chúa cũng lập một cái giao ước với Adam và Eva. Đó là dòng dõi của người nữ sẽ dày đạp đầu của con rắn và con rắn sẽ cắn gót con người. Thì dòng dõi người nữ đây chính là nói đến Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến thế gian. Vậy khi Adam và Eva phá vỡ đi cái giao ước mà Chúa đã thiết lập thì Ngài đã hứa sẽ có một đấng đến để thiết lập một cái giao ước mới. Nên cái người đầu tiên mà kinh nghiệm giao ước giữa con người với Thiên Chúa đó chính là Adam. Nhưng mà rất tiếc là Adam đầu tiên đã phá vỡ cái giao ước đó. Và Adam thứ hai thì giữ được giao ước, cho nên chúng ta được hưởng phước nhờ Adam thứ hai là Đức Chúa Jesus Christ. Rồi trong Kinh Thánh chúng ta thấy được cái việc Chúa thiết lập giao ước với Noe qua hình ảnh của cầu vồng. Sau khi Chúa hủy diệt trái đất này bằng nước thì mặt trời chiếu xuống và bắt đầu cầu vồng xuất hiện. Như vậy là trước đó là có thể rằng là không có nước từ trên trời rơi xuống, mà chỉ có nước từ dưới đất lên, giống như sự mô tả trong sách Sáng Thế Ký đó. Cho đến tận thời kỳ của Noe thì bắt đầu mới có nước từ trên trời rơi xuống. Và đấy có thể là lần đầu tiên nhân loại nhìn thấy nước từ trên trời rơi xuống. Cho nên khi mà Noe rao giảng về cơn lũ lụt thì mọi người người ta không tin, bởi vì người ta chưa bao giờ nhìn thấy trước đó cả. Nó là điều rất là xa lạ đối với họ. Và sau cái cơn lũ lụt ấy thì mặt trời chiếu xuống và bắt đầu Chúa lấy cái hình ảnh của cái cầu vồng ấy làm biểu tượng của giao ước giữa Chúa và con người, rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt trái đất này
bằng lũ lụt nữa. Thì chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta vẫn đối diện với lũ lụt như sóng thần ở Nhật Bản, ở Indo đấy. Thì dù cho sóng thần như thế nào thì cái lũ lụt đấy nó chỉ mang tính chất cục bộ, chứ nó không mang tính chất toàn cầu. Vì cái giao ước của Chúa là giao ước mang tính toàn cầu, chứ không phải là mang tính cục bộ, một địa phương, một khu vực. Cho nên có thể sẽ có những cái cơn sóng thần nữa tiếp tục xảy đến, nhưng không bao giờ có phạm vi toàn cầu. Vì Chúa đã kết ước với con người và Ngài không bao giờ phá vỡ cái giao ước đó. Từ Chúa kết ước với Abraham là Abraham sẽ trở thành gì? Cha của các dân tộc. Abraham được chọn lựa để hình thành nên dân tộc Israel, và từ dân tộc Israel này sinh ra Chúa Cứu Thế Giê-xu và từ Giê-xu Christ để cứu toàn thể nhân loại này. Khi Chúa hứa với Abraham thì Abraham không có xứng đáng để thiết lập giao ước với Chúa. Không ai trong chúng ta, không một người nào trên đời này xứng đáng thiết lập giao ước đối với Chúa cả. Và Ngài đã khiến cho Adam ngủ mê. Chúng ta thấy rằng trong cái buổi lễ thiết lập giao ước ấy, thì Chúa khiến cho Adam ngủ mê và Chúa chủ động thiết lập giao ước với Adam. Và sau khi Adam thức dậy thì giao ước đã thực hiện xong. Nên con người không xứng đáng thiết lập giao ước với Chúa, nhưng khi Chúa thiết lập giao ước với con người, Ngài đảm bảo Ngài sẽ thực hiện cái giao ước đó. Nhưng khi con người phá vỡ cái giao ước đấy thì cái giao ước nó sẽ mất giá trị. Ví dụ như dân Israel, Chúa lập giao ước với dân Israel rằng cả dân tộc Israel sẽ trở thành một nước thầy tế lễ. Nhưng thực tế thì không phải cả nước Israel trở thành thầy tế lễ, mà chỉ một chi phái Lê-vi trở thành thầy tế lễ thôi. Lý do tại sao? Bởi vì dân Israel đã phá vỡ giao ước. Điều đầu tiên là ngày ý định ban đầu là thiết lập cả một dân tộc làm thầy tế lễ, nhưng họ phá vỡ giao ước đó bằng sự bất tuân, cho nên Ngài không thiết lập cả dân tộc Israel trở thành một quốc gia thầy tế lễ, mà chỉ có một chi phái làm thầy tế lễ mà thôi. Cho nên giao ước có nghĩa là có những cái điều khoản mà hai bên phải giữ. Nếu như một bên phá vỡ các điều khoản giao ước thì bên kia không có trách nhiệm phải giữ. Có phải không anh chị em? Chúng ta hiểu cái điều này ở trong cái hợp đồng thuê nhà đấy. Hợp đồng thuê nhà là cái gần nhất và dễ hiểu nhất. Nếu như một bên phá vỡ điều khoản giao ước thì bên kia không có trách nhiệm phải giữ. Và ngay cả trong hôn nhân cũng như vậy. Chúng ta thấy rằng có một cái điều khoản ngoại trừ trong hôn nhân Chúa cho phép ly dị, đó là gì? Khi người phối ngẫu ngoại tình. Bởi vì nếu như một bên phá vỡ điều khoản giao ước thì bên kia không có trách nhiệm phải giữ cái điều khoản của giao ước đấy. Vì giao ước là sự ràng buộc của giữa hai bên, bao gồm quyền lợi và điều khoản. Nói như vậy không có nghĩa rằng cứ là người phối ngẫu mình ngoại tình là mình ly dị. Nếu như có thể tha thứ, có thể phục hồi được là tốt nhất. Nhưng trong trường hợp đó Chúa cho phép, bởi vì về mặt thuộc linh, về mặt thiêng liêng, người đó tự phá vỡ các điều khoản của giao ước rồi thì cái hôn nhân nó không còn giá trị trước mặt Chúa nữa. Cho nên cái người phối mẫu được quyền để đi lấy người khác, đó là trong trường hợp ngoại trừ. Đấy là trường hợp ngoại trừ, còn ngoài ra thì không có những cái trường hợp ngoại trừ khác. Có một cái trường hợp ngoại trừ khác mà Phaolô nói, đó là khi người phối ngẫu bắt mình bỏ đạo, bỏ Chúa, thì lúc đấy anh chị em được tự do để ly hôn. Có hai cái trường hợp như vậy rồi. Và khi Chúa thiết lập giao ước đối với dân Israel ấy, thì chúng ta hãy nhớ rằng có rất nhiều giao ước mà Chúa thiết lập chỉ dành cho dân Israel và Ngài không thiết lập cho hội thánh. Có những giao ước được thiết lập cho cả một dân tộc, có những giao ước được thiết lập cho một cá nhân, có những giao ước được thiết lập trong thời kỳ của ước, tức là được thiết lập cho dân Israel thuộc thể mà không được thiết lập cho dân Israel thuộc linh là hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh có những cái giao ước Chúa thiết lập với cá nhân là ai?
Chúa thiết lập giao ước với Eli trong sách Samuel thứ nhất. Chúa nói rằng dòng dõi ngươi sẽ làm thầy tế lễ đời đời, nhưng vì ngươi tôn trọng con. Ta thấy Chúa thiết lập giao ước với cá nhân. Và rất nhiều người khác, Chúa thiết lập giao ước với cá nhân. Và Chúa thiết lập giao ước với dân tộc. Và các cái điều khoản của dân tộc cho dân Israel bao gồm 613 điều. Và trong đó có những điều như phải giữ ngày Sa-bát này, là không được ăn những con vật ô uế này, và phải làm lễ cắt bì cho nam giới đến ngày thứ 8. Đấy là những cái điều khoản bắt buộc phải giữ. Tổng cộng 613 điều chứ không phải chỉ có 10 điều thôi, 10 điều răn đâu. Mà 613 điều dân Israel phải giữ, không được bỏ sót bất cứ một điều nào. Thì đấy là những cái điều mà Chúa thiết lập giao ước đối với Israel thuộc thể, đối với cả dân tộc Israel. Chứ không phải là điều Chúa thiết lập giao ước đối với hội thánh. Cho nên có những điều chúng ta không, bây giờ chúng ta không giữ trong tinh thần, trong cái con chữ của kinh luật, mà chúng ta giữ trong tinh thần của kinh luật thôi. Ví dụ như ngày Sa-bát mang ý nghĩa chính của sự nghỉ ngơi và kết nối đối với Chúa. Rồi ví dụ như là con vật ô uế thì biểu tượng cho những tội lỗi và biểu tượng cho tà linh và ma quỷ. Rồi phép cắt bì tượng trưng cho việc cắt bỏ tính xác thịt và để trở nên con người mới. Vậy đối với người Israel thì bắt buộc họ phải giữ, nhưng mà đối với hội thánh thì không phải giữ giống như vậy nữa, mà chúng ta giữ cái tinh thần của kinh luật. Rồi Chúa thiết lập giao ước với cá nhân. Ví dụ như là David, Chúa nói với David rằng dòng dõi ngươi sẽ ngồi đời đời. Vương quốc của David sẽ còn đời đời, được thiết lập qua Đức Chúa Jesus Christ. Và cái giao ước cuối cùng mà quan trọng nhất, đó là giao ước Chúa thiết lập giữa Ngài với hội thánh, với chúng ta, thông qua ai? Thông qua Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta thấy rằng các cái việc thiết lập giao ước ấy, thì con người không có xứng đáng, không ai để xứng đáng thiết lập giao ước đối với Chúa cả. Cho nên cần phải có một cái mức độ tương xứng. Abraham cũng không xứng đáng để kết hợp giao ước đối với Chúa, cho nên Chúa khiến cho Adam ngủ mê để thiết lập giao ước với Ngài. Chúng ta cũng không xứng đáng để thiết lập giao ước với Chúa, và Chúa thiết lập giao ước chúng ta thông qua Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên đó là nhờ ân điển, qua cái chiếc cầu, qua cái đấng bảo hộ, qua cái đấng trung gian đó là Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta được thiết lập giao ước đối với Ngài. Tức là giao ước giữa Chúa với con người. Thế còn giao ước giữa con người với nhau, để chúng ta thấy có giao ước của vợ của chồng này, như tôi vừa nói. Mác đoạn 10 câu số 8 nói rằng khi hai người kết ước, hai người lấy nhau, thì hai người trở nên một thịt. Thế nên vợ và chồng không phải là hai nữa, mà là một. Thì chúng ta thấy rằng là hôn nhân là một cái giao ước rất là thiêng liêng đối với Chúa. Dù chúng ta được làm lễ ở trong nhà thờ hay không được làm lễ ở trong nhà thờ, thì khi đã trở thành vợ, thành chồng, chúng ta đều là một, đều trở thành một, người vợ, người chồng đều trở thành một trước mặt Chúa. Có nghĩa là đối với thế giới này, có thể là một người là chưa hề đăng ký kết hôn, mà hai người đến với nhau tổ chức đám cưới. Ví dụ như một số nơi ở vùng sâu vùng xa, rồi những người dân tộc thiểu số người ta kết hôn sớm, trước tuổi vị thành niên, thì nhà nước không có nhà nước nào cho phép là đăng ký kết hôn trước tuổi vị thành niên hết. Nhưng họ vẫn tổ chức đám cưới, và dù cho chưa được nhà nước chứng nhận, thì trong thuộc linh họ đã trở thành vợ chồng. Cho nên Kinh Thánh nói rằng là loài người không được phân rẽ. Điều đấy không có nghĩa rằng là tôi lấy vợ trước năm tôi 18 chưa được đăng ký kết hôn, thì đến năm tuổi tôi 18 tôi hết yêu vợ, tôi bắt đầu tôi lấy một cô khác được đăng ký kết hôn, lúc đấy là hợp pháp, nước người vợ sau mới là chính thống. Không phải như vậy. Mặc dù chúng ta không được nhà nước nhìn nhận vì mình lấy vợ, lấy chồng trước tuổi 18, nhưng trước mặt Chúa đã là vợ chồng rồi.
hai người cùng nên một thịt. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái thể hiện của giao ước nó có rất là nhiều hình thức. Ví dụ như trao đổi áo khoác hoặc dây thừng này, trao đổi dây thắt lưng này, rồi cắt đôi con vật này, đưa tay phải lên để máu trộn vào nhau này, rồi trao đổi tên này, tạo những cái vết sẹo này, và đưa ra các điều khoản của giao ước, ăn tiệc cùng với nhau, rồi trồng cây kỷ niệm, vân vân. Có nhiều hình thức cách khác nhau để thực hiện giao ước. Thì một trong những cách phổ thông nhất mà chúng ta thấy đó là giao ước được thực hiện bằng bằng gì? Bằng máu. Máu là một cái phổ thông nhất và là một cái hình thức cao cả nhất trong việc thiết lập giao ước. Máu đã đổ ra ngay sau khi Adam và Eva phạm tội. Chúa thiết lập giao ước với Adam và Eva qua việc đổ máu của một con sinh tế. Rồi Đức Chúa Jesus Christ cũng đã đổ máu ra để thiết lập giao ước giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Trong hôn nhân, khi người vợ, người chồng ngủ với nhau vào đêm tân hôn, nếu như cô gái đấy là cô gái còn trinh thì sao? Sẽ có máu. Chúng ta thấy không? Tại sao Chúa lại thiết lập như vậy? Bởi vì máu là một phần rất phổ thông trong điều khoản của giao ước. Cho nên đó là cái rất thiêng liêng. Hôn nhân là cái cực kỳ thiêng liêng giữa con người với người mà lại có sự chứng giám của Chúa và không hề thay đổi và không thể thay đổi. Một trong quốc gia theo Cơ Đốc giáo nhiều nhất đó là Philippines. Và Philippines là một quốc gia Cơ Đốc, đến 90% là Công giáo. Hồi giáo là chiếm một thiểu số rất nhỏ và số còn lại là Tin lành. Thì cái quốc gia này, vì là quốc gia Cơ Đốc giáo, họ được sinh ra trong môi trường Cơ Đốc, cho nên pháp luật của họ cũng được hình thành trên môi trường Cơ Đốc. Và họ ghi vào trong pháp luật là không chấp nhận, tức là pháp luật không chấp nhận, không cho phép việc ly dị và nạo thai. Đây là trong pháp luật luôn. Trong khi đó rất là nhiều quốc gia Cơ Đốc khác cho phép ly dị. Còn Việt Nam chúng ta thì khỏi nói, thoải mái. Anh muốn ly dị bao nhiêu lần cũng được. Nhưng mà Philippines là một quốc gia Cơ Đốc, nên họ không cho phép ly dị. Có nghĩa rằng là một khi anh đã lấy ai đó thì cái người thứ hai là người không được nhà nước nhìn nhận. Và gần đây thì có những người ngược lại với nền tảng Cơ Đốc đó, họ chống đối, họ tìm cách gọi là đòi hỏi cái nhân quyền. Nhưng cộng đồng Cơ Đốc rất cao và tiếng nói của những người Cơ Đốc vẫn là chiến thắng. Đó là vẫn giữ cái luật Cơ Đốc trên đất nước Israel, đó là không cho phép ly dị và nạo phá thai. Bởi vì điều đó rất đơn giản thôi. Nếu như chúng ta hiểu trong sự thiết lập của Chúa, thì khi hai người lấy nhau, tức là họ kết ước, giao ước, và cái giao ước này có giá trị đời đời, giá trị mãi mãi. Có những giao ước chỉ mang giá trị tạm thời, ví dụ như thuê nhà cũng là một giao ước. Cái giao ước nó có chỉ giá trị tạm thời thôi, trong một thời điểm nhất định. Nhưng mà hôn nhân thì lại giao ước có giá trị đời đời. Chúng ta thấy vua David một ngày kia, ông đi trên lóc nhà. Cái lóc nhà của Israel là lóc nhà bằng mái bằng, chứ nó không phải là mái hình chữ V như là chúng ta. Và khi ông đi trên đấy thì ông nhìn thấy một người phụ nữ tên là Bathsheba đang tắm. Và khi ông nhìn thấy bà tắm như thế là ông sinh lòng ham muốn. Nhưng mà rất tiếc là người phụ nữ này có chồng. Chồng lại là một tướng lĩnh rất là trung thành của David. Và ông sai người bắt cái người phụ nữ đó về để ông thỏa mãn.
Và sau khi thỏa mãn rồi thì Chúa giết cái đứa con đấy do David và Bathsheba. Và ông cũng lập mưu để giết luôn Uri là vợ của Bathsheba. Đó. Rồi sau khi Uri chết thì coi như là về mặt pháp luật thì ông được lấy cái bà Bathsheba làm vợ, và hai người đã trở thành vợ chồng trên góc độ pháp luật. Bây giờ chúng ta nhìn trong góc độ của Chúa trong sách Matthew đoạn 1 câu số 6. Không có hả? Matthew đoạn 1 câu số 6. Kinh Thánh khi nói đến cái gia phả thì nói như sau: David bởi vợ của Uri sinh ra Solomon. Chúng ta xem lại câu Kinh Thánh này: David bởi vợ của Uri sinh ra Solomon. Trong gia phả Matthew không gọi Bathsheba là vợ của David, mà gọi là Bathsheba là vợ của Uri. David bởi vợ của Uri mà sinh ra Solomon. Điều này có nghĩa rằng Chúa không nhìn nhận hôn nhân thứ hai nếu như hôn nhân đó đến từ những sự ngoại tình hoặc là bất cứ cái phương cách nào bất hợp pháp trong cái nhìn của Chúa. Như tôi đã nói là chỉ có hai điều Chúa cho phép ly dị. Thứ nhất đó là người vợ hoặc người chồng ngoại tình. Thứ hai đó là người vợ hoặc người chồng bắt mình bỏ Chúa, thì Phaolô nói trong trường hợp đó chúng ta được tự do để ly dị. Ngoài hai trường hợp đó ra thì Kinh Thánh không có đề cập đến một trường hợp nào cho ly dị một cách hợp pháp trước mặt Chúa nhé. Tôi không nói trước mặt pháp luật hay trước mặt con người. Cho nên ngay cả khi David hợp pháp lấy vợ của Uri sau khi Uri chết thì Chúa không nhìn nhận hôn nhân đấy, và Chúa nói rằng David bởi vợ của Uri mà sinh ra Solomon. Solomon là ai? Là một vị vua đầy dẫy sự khôn ngoan và ân điển từ nơi Chúa. Cho nên điều này là khẳng định cho chúng ta đấy mà điều rằng là hôn nhân là một cái giá trị, một giao ước có giá trị đời đời và vĩnh cửu. Rồi chúng ta thấy trong Kinh Thánh có việc Chúa thiết lập giao ước, xin lỗi, việc con người thiết lập giao ước với nhau, đó là giữa David và Jonathan. Chúng ta cùng xem Samuel thứ nhất đoạn 20 câu 16. Chúng ta cùng nhau trùng đọc. Như vậy Jonathan kết giao ước cùng nhà David mà rằng Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của David. Gần đây cái câu Kinh Thánh này là một phần để giúp cho chúng ta hiểu sáng tỏ hơn về cái việc thiết lập giao ước. Khi thiết lập giao ước ấy, thì cái tài sản của người này cũng làm sự bảo vệ của người kia. Con cái vợ chồng của người này cũng nằm trong sự bảo vệ của người kia. Sự an ninh của người này cũng là sự an ninh của người kia. Cho nên khi David và Jonathan kết ước cùng với nhau thì nói rằng là Đức Giê-hô-va sẽ báo thù kẻ thù nghịch của David. Có nghĩa là mặc dù Jonathan là con trai của vua, của Saul, nhưng khi có cái sự nguy hiểm xa, Saul tìm cách để giết hại David thì Jonathan đã bênh vực ai? Chúng ta thấy lạ không ạ? Jonathan lại bênh vực David. Đáng nhẽ phải bênh vực bố mình chứ. Jonathan đáng nhẽ phải bênh vực bố mình chứ, phải thực hiện ý chỉ của bố mình chứ. Nhưng không, Jonathan từ khi thiết lập giao ước với David thì Jonathan bảo vệ David. Điều đó đi ngược lại với ý chỉ của vua cha. Vì Jonathan hiểu thế nào là kết hợp, thế nào là kết ước, xin lỗi, thế nào là kết ước. Khi đã kết ước với nhau ấy, thì sự sống của người này chính là sự sống của người kia, chứ không phải là tình cảm. Khi đã kết ước với nhau thì hai người bị ràng buộc bởi những điều khoản của giao ước đó.
Và David Jonathan hiểu điều này. Chứ không phải là tình cảm. Không phải là tôi thương mến anh là tôi bảo vệ anh. Còn khi nào mà tôi hết cảm ấy, thương mến anh thì thôi tôi không bảo vệ anh nữa. Điều khoản của giao ước chỉ được phá vỡ khi một trong hai bên không tuân giữ. Như trường hợp của Chúa. Chúa nói với dân Israel, ta sẽ đưa các ngươi vào trong xứ hứa. Nhưng cuối cùng chính Chúa phá cái lời hứa đấy. Bởi vì dân Israel lầm bầm bất tuân, không vâng lời Chúa, cho nên Ngài giết họ tất cả ở nơi sa mạc, chỉ trừ Giô-suê Ca-nép và những người sinh ở thế hệ sau. Còn tất cả những người thuộc về thế hệ đầu tiên đều bị chết hết, mặc dù Chúa hứa đưa họ vào trong xứ hứa. Chúng ta thấy như vậy là Chúa có phá hủy lời Ngài nói không? Ngài có phá hủy lời Ngài nói, nhưng Ngài phá hủy trong sự hợp pháp, bởi vì đối tượng thiết lập giao ước tự phá hủy các điều khoản của giao ước. Khi một trong hai bên không giữ các điều khoản giao ước thì bên kia không có trách nhiệm phải gìn giữ. Hay nói cách khác là nói mà không làm, Chúa nói mà Chúa không làm. Vì Ngài hợp pháp cho điều đó. Vì chính dân Israel chủ động phá hủy cái điều khoản của giao ước mà. Samuel thứ nhất đoạn 23 câu 18, chúng ta đọc cùng nhau câu kinh thánh này. Hai người cùng lập giao ước tại Đức Giê-hô-va, đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà. Lập giao ước trước mặt ai? Ngày xưa khi mà chúng ta xem những cái bộ phim ấy, thì thời kỳ ngày xưa khi người ta kết ước ấy, thì người ta có lấy cái gì để làm chứng giám? Trời và đất. Nếu như ai mà phá vỡ giao ước này thì nguyện trời chu đất diệt. Đúng không anh chị em? Còn khi có Chúa thì giao ước đấy được thiết lập trước mặt Chúa, trước mặt Đức Giê-hô-va. Chính vì vậy là quyền lợi của người này cũng là quyền lợi của người kia. Cái sự thịnh vượng của người này cũng là sự thịnh vượng của người kia. An ninh của người này chính là an ninh của người kia. Cho nên Jonathan trung thành với điều khoản của giao ước cho tới lúc chết. Và sau khi Jonathan chết thì David cũng trung thành với sự giao ước này. Đó là tìm một người là con cháu của Jonathan để đối xử tốt. Và ông đã đối xử tốt với con cháu của Jonathan, của Saul, và phục hồi lại những gì mà họ đã mất. Chúng ta thấy không ạ? David không cư xử theo cảm xúc, không cư xử theo cảm tính. Ông cư xử lúc này theo lý tính. Những việc cần phải làm, vì cái giao ước đã được thiết lập, không thể thay đổi được. Mặc dù người đấy đã chết thì David vẫn phải có trách nhiệm để bảo vệ những tài sản của Jonathan và những người con nào còn lại của Jonathan. Rồi chúng ta thấy ở trong cựu ước còn có cái việc kết ước giữa vua Solomon và Hiram. Chúng ta xem trong các vua thứ nhất đoạn 5 câu 12. Các vua thứ nhất đoạn 5 câu 12. Chúng ta cùng nhau chung đọc. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Solomon y như Ngài đã hứa với người. Hiram và Solomon hòa nhau và lập giao ước với nhau. Hiram và Solomon hòa nhau và lập giao ước với nhau. Như vậy khi họ lập giao ước có nghĩa là trong đời của họ là bên này không được tấn công bên kia. Khi kẻ thù tấn công một trong hai phía thì bên kia phải có trách nhiệm để hỗ trợ và bảo vệ.
và bảo vệ cho đến khi nào? Bảo vệ thậm chí là bên kia mất mạng thì mình vẫn phải chiến đấu cho tới cuối cùng, chứ không phải là tìm sự an toàn cho bản thân. Cho nên đấy là những cái giá trị của những người tham gia vào giao ước. Bây giờ chúng ta xem thêm một câu chuyện nữa trong cựu ước, đó là sự kết ước giữa Giô-suê và Ga-ba-ôn. Chúng ta xem Giô-suê đoạn 9, câu 14 đến câu 16, câu 10 đến câu số 20. Người Israel bèn nhận lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa cùng chúng nó và kết ước chuộc nó sống. Rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. Nhưng ba ngày sau khi lập giao ước cùng chúng nó, dân Israel hay rằng các người này vốn lân cận mình và ở tại giữa mình. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thề cùng dân đó. Vậy từ bây giờ chúng ta không thể hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy, phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta. Người Ga-ba-ôn là sống ở cái khu vực Canaan, thì họ biết rằng là nếu dân Israel tiến vào trong xứ hứa thì chắc chắn là dân tộc mình sẽ bị diệt. Chứ bây giờ để có thể tồn tại được ấy, trước một cái dân này ấy, trước một cái sự tấn công ồ ạt của dân Israel, thì họ mới lừa bằng cách là giả dạng là chúng tôi là những người ở xa đến. Bây giờ chúng ta hãy kết ước cùng với nhau trở thành những anh em đi. Ông Giô-suê ông bảo: thế làm nào để tôi biết được lời anh nói là thật? Các anh nói là thật đây. Là ở đây đấy, nhìn đây này, bánh khô hết rồi, chúng tôi mang ở nhà đi, nóng hổi bây giờ khô hết này. Quần áo chúng tôi mang ở nhà đi còn tốt, bây giờ đã rách rồi. Chúng tôi ở xa lắm. Ông Giô-suê không cầu hỏi Chúa, thiết lập giao ước với họ. Và khi thiết lập giao ước với họ xong rồi mới phát hiện ra là họ là người Canaan sống ở đấy. Bây giờ làm sao bây giờ? Ô, rằng co quá. Chúa thì bảo là diệt người Canaan. Bây giờ mình lại mới kết ước với người Canaan xong. Thế bây giờ sao? Các trưởng lão của Israel ấy bảo: bây giờ không thể phá lời được. Nếu mà mình phá lời, Chúa sẽ phạt mình. Chúng ta thấy không ạ? Chúa thì ra lệnh diệt người Canaan, Giô-suê thì lại kết ước với người Canaan là người Ga-ba-ôn. Thế trong trường hợp đấy nếu là mình thì sao? Các anh lừa chúng tôi, các anh lừa chúng tôi như thế thì là giao ước này không có giá trị. Pháp luật Việt Nam cũng bảo vệ cho điều đấy. Nếu như là trường hợp lừa đảo là pháp luật không có bảo hộ cho. Nhưng chúng ta hãy xem, trong thế giới linh thì cái sự kết ước đó đã được chứng thực. Mặc dù điều đó là đến từ sự giả dối. Có người kết hôn với trai Hàn Quốc. Vì trai Hàn Quốc thì xa mà chả có thời gian tìm hiểu. Kết hôn về, ui mục sư ơi, em thấy anh này anh ấy không bình thường hay sao ấy. Bình thường hay không thì cô biết làm sao tôi biết được, tôi có lấy đâu mà tôi biết. Tại sao trước khi lấy đi không bảo là không bình thường đi? Nhìn cái nhãn Hàn Quốc là hoa hết mắt ấy. Nhãn Hàn Quốc, cái nhãn Mỹ, nhãn Canada, mấy cái nhãn đấy thì không cần kiểm chứng. Cái nhãn nào mà cứ từ mấy cái quốc gia mà siêu siêu giàu ấy là khỏi cần kiểm chứng. Nhưng mà sao không bình thường thế nào? Anh đi đâu mẹ anh cũng đi cùng. Sao mẹ phải đi cùng? Chắc là anh bị bệnh gì mẹ đi cùng ấy, để còn có sự cố gì là phải xử lý. Rồi cuối cùng ly hôn anh ấy.
đi lấy một người khác. Khi chúng ta đã kết hôn với một người nào rồi đấy, lấy rồi mới phát hiện ra anh ta hơi bất bình thường, đầu hơi có vấn đề, chúng ta có quyền ly dị không? Trong thế giới linh, giao ước đã hoàn toàn được ký kết. Mà xin cảnh báo tất cả các anh chị em lấy vợ, lấy chồng, chủ yếu là phụ nữ chứ còn ít Việt Nam lấy chồng, lấy vợ nước ngoài lắm. Mà phụ nữ lấy chồng nước ngoài thì nhiều. Đó là mấy anh Hàn Quốc khi mà lấy vợ Việt Nam ấy về là phải trước khi tổ chức cái gì là phải ngủ cùng với cô đấy đã để thử. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng người đời ấy, người ngoại đạo người ta làm được, nhưng trong Chúa chúng ta không bao giờ được cho phép. Không cho phép cái anh chàng, một anh chàng nào mà làm cái việc đấy với mình. Vì chúng ta là người Cơ Đốc, chúng ta là người của Chúa. Hãy nhớ một điều, chúng ta kết hợp giao ước với Chúa trước khi chúng ta kết giao ước với bất cứ một người nào. Chúa là đấng quản lý linh hồn của chúng ta. Rồi trong trường hợp này, ông Giô-suê xử lý như nào đây? Bây giờ giết thì không giết được. Mạng lệnh của Chúa là bảo giết, nhưng mà không giết được, bởi vì mình đã kết hợp, đã có cái lời giao ước rồi, ký kết rồi. Ký kết đây không phải bằng văn bản giấy tờ, bằng miệng. Bằng miệng cũng có giá trị thuộc linh, chứ không phải chỉ là văn bản giấy tờ mới có giá trị đâu. Đối với pháp luật thì phải là văn bản giấy tờ, nhưng mà trong thế giới linh, miệng nói cũng đã là có giá trị rồi. Cho nên tôi nói với những anh chị em nào bây giờ mình đang có vợ có chồng, mình phải xem xét lại trước khi mình cưới cái người nào đó. Bây giờ đó, mình yêu một anh chàng, một cô nàng nào đó mà mình đã hứa hôn với người ta mà mình không cưới người ta, mình lại lấy người bây giờ, phải xin Chúa tha thứ và cắt đứt cái điều đấy đi. Tôi chia sẻ cái điều này kỹ hơn trong cái bài giảng sự kết nối hồn ấy ở trên YouTube. Anh chị em chưa nghe thì có thể nghe lại. Và tôi tin rằng là rất nhiều người trong chúng ta trước khi lấy vợ lấy chồng bây giờ, mình đã yêu một ai đó, và khi yêu thì yêu quá rồi, đâu mình nói ra những cái lời nào là anh sẽ lấy em sẽ lấy anh, thì chúng ta sẽ thành vợ thành chồng, chúng ta sẽ sống ở đâu đó rồi, nhưng cuối cùng thực tế nó không thể xảy ra như vậy. Thì cái lời nói đó là vẫn có giá trị. Mình đừng nghĩ là pháp luật không nhìn nhận thì là Chúa không nhìn nhận đâu. Trong thế giới linh có thể nó sẽ khác với cái thế giới của nhà nước chúng ta. Cho nên mình cần phải xin Chúa tha thứ cho điều đấy và nhân danh Chúa để vô hiệu hóa cái lời mà mình đã hứa với anh đấy hoặc với cô đấy khi mình còn trẻ. Thì cái cách mà họ xử lý đó là thôi bây giờ giết thì không giết được. Bây giờ để phát hiện ra họ lừa dối thì bắt đầu quả trách họ. Và bây giờ bảo họ rằng là nếu mà các anh đã lừa dối chúng tôi như vậy, chúng tôi không phá được lời thề, nhưng các anh sẽ phải làm cái người xách nước của chúng tôi. Và họ đồng ý cho điều đấy, phải làm người xách nước. Và người Gabaon sống cùng với người Israel, tức là dân, mặc dù là dân Canaan nhưng đành chịu là sống chung cùng với người Israel. Nó không phải làm trong ý định ban đầu của Chúa. Rồi chúng ta xem tiếp cái điều này nhé. Đến đời của David, trong sách Samuel thứ 2 đoạn 21 câu số 1, chúng ta cùng chung đọc. Về đời David, có một ách cơ cẩn trong 3 năm liên tiếp. David cầu vấn Đức Giê-hô-va, Ngài đáp cùng người rằng: sự này xảy đến vì cớ Saul và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Gabaon. Từ thời của Giô-suê đến thời kỳ của Saul là mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau, ông Saul ông ấy hăng say quá, ông bảo bọn Gabaon này là dân Canaan phải giết theo như lời Chúa truyền. Đi giết người Gabaon. Nhưng mà giết người Gabaon thì lại phá hỏng
phá vỡ cái lời giao ước mà vị đại diện của Chúa là Sao-lơ đã thiết lập. Và kết quả của nó là gì? Sao-lơ chết rồi mà Chúa còn phạt Israel 3 năm cơ cẩn, khô hạn, không mưa. Mà Chúa giải thích luôn lý do vì cái đời trước là Gabaon đã vi phạm vào giao ước mà Giô-suê đã thiết lập. Cho nên chúng ta thấy không? Đừng có nói Chúa phán là đủ đâu. Có những cái nguyên tắc trong thế giới linh, nếu mà mình vi phạm vào nguyên tắc trong thế giới linh thì mình ráng phải chịu khổ đấy. Đừng có nói sự nhân từ hay sự thương xót. Sự nhân từ và sự thương xót để giúp cho chúng ta thực hiện những cái nguyên tắc vận hành trong thế giới linh, chứ không phải sự nhân từ chúng ta cứ ngồi đây mà cầu xin sự thương xót từ nơi Chúa. Không có đâu, vẫn khô hạn đấy. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng như thế. Trong lĩnh vực thuộc linh, tôi tin một điều như thế này. Những hội thánh mà được sản sinh ra từ những sự chống nghịch và bất tuân không bao giờ có sự sống từ nơi Chúa. Chúng ta hãy suy ngẫm điều này. Những hội thánh thì được hình thành từ người lãnh đạo, người khởi đầu. Nếu như những cái hội thánh mà được sản sinh ra từ sự chống nghịch không bao giờ có sự sống, bởi vì rất đơn giản, nó phá vỡ đi những cái nguyên tắc trong thế giới linh. Mà những cái điều được thiết lập ở trong thế giới linh nó có cái giá trị rất lâu bền. Chị em hãy nhìn lại trong đời sống của chúng ta, có cái cơ cẩn nào, có cái khó khăn nào, có cái khổ cực nào mà mình không gỡ được vì mình đã vi phạm điều gì đó trong thế giới linh không? Bởi vì giao ước mà, nó có giá trị rất lâu dài. Cái giao ước mà nó thiết lập 1-2 năm thôi thì sau 1-2 năm nó không còn giá trị nữa. Mà giao ước Giô-suê với dân Gabaon thiết lập là bao lâu? Đời đời mà. Thế cho nên đến tận thời kỳ của Sao-lơ là mấy trăm năm sau, cái giao ước vẫn còn giá trị. Khi mà Sao-lơ phá vỡ cái giao ước của tổ phụ mình thiết lập thì Sao-lơ chết rồi, đến đời của David người dân vẫn phải chịu khổ. Điều này nó cũng giúp cho chúng ta giải thích nhiều hơn về những cái sự rủa xả xuyên thế hệ. Ví dụ như cha ông của chúng ta đó, mà có những cái kiểu như này, nợ máu ấy. Nợ máu người khác này, thì con cháu nếu như không biết đến Chúa và không cầu nguyện để ăn năn và để được giải phóng á, thì con cháu sẽ khổ đấy. Nợ máu, nợ nghĩa tức là ví dụ như là người là một cái người có chức trách, một vị quan nhưng mà là quan tham, lấy cái quyền hạn của mình ấy để lạm dụng cái quyền hạn và thu lợi cho bản thân, thì hãy cẩn thận, con cháu có thể nghèo khổ. Người Việt chúng ta có câu nói rằng đời cha ăn mặn đời con khát nước là rất phù hợp với Kinh Thánh. Sự
xuất, sách xuất hành đoạn 20, Chúa nói: ta nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời và ban ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến và giữ cái điều răn. Thì cái cụm từ 3-4 đời đấy không có nghĩa là chỉ 3-4 đời, mà muốn nói là cái mức độ của cái sự rủa sả nó ít hơn so với mức độ của sự chúc phước, chứ không phải là mình chỉ hết 3-4 đời là hết rủa sả đâu. Ông Bob Larson là cũng là một người cầu nguyện giải cứu đuổi quỷ, thì ông ấy trong một clip tôi xem ấy, ông ấy đuổi quỷ cho một cô gái người da màu ở bên Mỹ. Khi mà tà linh nó biểu lộ thì ông ấy hỏi rằng là thế nó vào từ bao giờ, thì cái tà linh ấy nói 60 đời trước ở châu Phi. 60 đời trước là bao nhiêu năm? Một người thì cứ trung bình là khoảng tính thấp là 60 năm đi. 60 nhân 6 là bao nhiêu? Thế tính khoảng 400 năm đi. Khoảng 400 năm trước là cái vị ông tổ đấy là làm một tế lễ. Nó khai luôn tế lễ bằng người. Lấy người ra để làm tế lễ. Giết một người khác để làm tế lễ. Cho nên từ đó trở về sau thì tà linh nó cứ theo các thế hệ, hết thế lại thế khác. 400 năm trước, quý vị tưởng tượng em, mình còn chẳng biết được là 400 năm trước ông tổ mình là ai nữa. Đâu có ai ghi gia phả thì 400 năm trước mà ghi chi tiết những cái việc như thế. Cùng lắm chỉ ghi ông này sinh ra ông kia đó. Chúng ta thấy không ạ? Thế giới linh vận hành trong sự hợp pháp. Trong kinh nghiệm cầu nguyện đuổi quỷ, tôi cũng có một vài trường hợp tôi thấy điều đó. Đó là cái tà linh nó theo từ cái đời trước. Nó theo từ đời trước, và tại sao nó vào thì đều có quyền hợp pháp hết. Chứ không phải tự nhiên nó nhảy vô người mình đâu. Và nó cứ theo cái đời sau đó. Thế thì chỉ có một cách duy nhất, đó là cầu nguyện ăn năn xin Chúa tha thứ cho mình và cho tổ tông của mình vì cái tội lỗi đấy. Và nhân danh Chúa để cắt bỏ tất cả sự kết nối với sự rủa sả của tổ phụ và trục xuất nó ra. Còn nếu không thì vẫn cứ đau khổ. Hoặc cha ông mình nợ, nhảy cầu tự tử, đâm đầu vào xe lửa để tự tử, tưởng tự tử là xong, là hết, hết về mặt pháp luật thôi. Con cháu vẫn phải gánh chịu hậu quả. Và khi những cái người mà người ta mình nợ những người mà mình vay tiền của người ta đó, khi người ta đã bị mất tiền rồi, đồng tiền gắn liền với khúc ruột ấy, ai người ta cũng đau xót lắm. Người ta sẽ rủa sả mình và rủa sả con cháu của mình, thì cái lời rủa sả đấy hợp pháp để thành hiện thực. Cho nên đừng có nghĩ nợ người khác mà nhảy cầu mới nhảy lâu cái là ok, mọi cái là xong. Không có đâu. Thế giới linh vận hành trong sự hợp pháp. Nên chúng ta thấy không, đến đời của David mà còn phải gánh chịu cái hậu quả của người khác làm. Ông David có làm việc này đâu. Ông David có giết dân Gabaon đâu. Mà David và người dân trong thời kỳ của David phải đau khổ trong vòng 3 năm. Cho nên để đem lại điều phước cho hậu tự và con cháu của mình ấy, chúng ta giữ lời Chúa, thực hành lời Chúa và đảm bảo rằng mình là người chúc phước, chứ mình không là người mà tạo ra những cái cớ cho người khác rủa sả mình và con cháu của mình. Amen. Rồi những cái thứ tự trong việc thiết lập giao ước. Thứ nhất đó là trao đổi áo khoác hoặc là dây thừng.
Chúng ta xem Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu số 21. Ngài đã làm cho đấng không biết tội lỗi trở thành tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta có thể trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Như vậy là chúng ta thấy có sự hoán đổi không ạ? Khi Chúa chết thì hoán đổi. Đáng nhẽ chúng ta bị rủa xả thì Chúa gánh lấy sự rủa xả cho mỗi một chúng ta. Thế thì cái hình thức trao đổi áo khoác hoặc dây thừng cũng là một cái hình thức là kết ước. Chúng ta thấy cái này ở trong cái câu chuyện ở sách Sáng Thế Ký. Khi ông Giuđa, con trai của Giacôb, ông ấy đi đến một vùng khác, xa vợ lâu ngày, nhớ mùi phụ nữ. Thế là ông ấy tìm một cô gái bán hoa. Ai dè đâu cô gái đấy chính lại là con dâu của mình giả dạng. Mà ông cũng không phân định được nữa, cũng không biết được nữa. Và cái cô con dâu này đòi phải đưa những cái gì làm cái bằng chứng để lấy lại, để lấy được. Bởi vì ông không mang theo tiền của ông, mang theo con vật gì để có thể có được cô ấy. Thế nên là phải đưa cái gì đó của ông ấy cho cô con dâu. Còn đấy cũng là một cái cách thức mà chúng ta thấy rằng là vào mỗi một nền văn hóa khác nhau thì họ sẽ có cách thức khác nhau để thể thực hiện cái giao ước đó. Cái loại thứ hai là trao đổi dây thắt lưng. Cái này nó có nghĩa rằng là dây thắt lưng nó thắt chặt mà, cho nên là anh sẽ bảo vệ tôi và tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi sẽ cung cấp cho anh và anh sẽ cung cấp cho tôi. Khi tôi đói thì anh cung cấp cho tôi. Và khi ngược lại, gia đình nào khó khăn thì gia đình kia sẽ là người hỗ trợ và giúp đỡ. Cái việc trao đổi dây thắt lưng có nghĩa như vậy. Chúng ta xem Luca đoạn 10 câu số 19. Chúa nói: này ta ban cho các ngươi quyền để bước trên rắn, bò cạp, và quyền vượt qua tất cả sức mạnh của kẻ thù, và sẽ không làm gì, không gì có thể làm tổn thương các ngươi được. Thì Chúa cũng bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta thiết lập giao ước với Chúa thì Chúa thiết bảo vệ chúng ta. Chúa hứa bảo vệ chúng ta mà. Và Chúa hứa cung cấp cho chúng ta. Amen. Hãy xin sẽ được, cái tìm sẽ gặp, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Đến từ Đức Giê-hô-va đứng tạo dựng nên trời đất. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói nhai, trông cậy Đức Giê-hô-va chẳng thiếu của. Chúng ta có được điều đấy bởi vì chúng ta kết giao ước với Chúa. Anh chị em không có giao ước gì với Chúa thì những câu kinh thánh đấy chỉ là mớ lý thuyết. Khi chúng ta có giao ước đối với Chúa thì những câu kinh thánh đấy trở thành lời hứa của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13 đến 17: vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây liệt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại thế thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mẫu trụ và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Tất cả những cái vũ khí, những cái sức mạnh này Chúa ban cho ai? Cho những người ở trong giao ước, chứ không phải ban cho những người ngoại đạo. Ban cho những người ở trong giao ước với Đức Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta có Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được quyền sử dụng tất cả những điều này. Các cái vũ khí thuộc linh, sử dụng danh Chúa, sử dụng lời Chúa để chiến đấu với quyền lực của ma quỷ, của lục bóng tối. Hình thức thứ tư là cắt đôi con vật. Chúng ta đấy nhớ cắt đôi con vật là trong đâu không? Đó là Sáng Thế Ký, khi Chúa thiết lập giao ước với Abraham. Chúng ta xem Hebrew đoạn 10 câu 14-18: vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng đã làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng: Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ luật pháp, để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán rằng: ta sẽ không còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ chuộc tội nữa. Vậy khi Chúa thiết lập giao ước với Abraham thì con vật cũng sẽ phải bị giết, để bị cắt ra đó. Và nó là cũng là cái biểu tượng về việc là một cái của lễ trong tương lai sẽ đến, tức là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài thân thể Ngài cũng bị nát ra như vậy, để
dâng của tế lễ chuộc tội cho chúng ta và để cứu chúng ta ra khỏi ma quỷ, ra khỏi tội lỗi. Cho nên khi Chúa Giêsu đến rồi thì chúng ta không cần dâng tế lễ bằng con vật nữa. Bởi vì con vật, huyết của con vật đó, thân xác của con vật bị đổ ra, bị giết đi ấy, là hình ảnh rằng đấng cứu thế sẽ đến. Còn khi đấng cứu thế đến thì cái hình ảnh đấy không cần thực hiện nữa. Chúng ta có thể làm trong dạng mô phỏng để cho người ta hiểu thôi, chứ chúng ta không phải giữ như thời kỳ cựu ước. Hình thức thứ tư đó là đưa tay phải lên và cắt để máu trộn vào nhau. Tiệc thánh chúng ta dùng chính là hình ảnh của thân thể và máu của Chúa. Giăng đoạn 6 câu 53 đến 56, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt ta, thịt con người tức là thịt ta, cùng uống huyết ta, thì chẳng có sự sống trong mình đâu. Người Do Thái không chấp nhận việc này, bởi vì trong kinh luật nói rằng không được uống huyết, mà Chúa Giêsu lại bảo phải uống huyết ta thì mới có sự sống. Người Do Thái bảo ông này sao ấy nhỉ, ông điên điên khùng khùng à. Kinh luật nói rất rõ là không được được ăn huyết mà. Mà Chúa Giêsu nói là phải ăn huyết ta thì mới có được sự sống. Chúa Giêsu đang nói đến cái điều gì? Đó là hình thức của giao ước. Đối với người Israel, khi họ kết ước với nhau, không bao giờ họ làm cái kiểu như là uống máu. Không bao giờ làm cái kiểu uống máu, vì trong kinh luật nói rất rõ. Với người Việt Nam và người châu Á chúng ta hiểu nhiều hơn về cái việc uống máu, ăn thề. Nên đây là đưa tay phải lên cắt máu để máu trộn với nhau. Nhưng mà Chúa Giêsu còn đi xa hơn, Ngài nói phải uống huyết của ta thì mới có sự sống. Khi mà uống huyết này nó biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho trở thành một. Máu của tôi ở trong thân thể của anh, máu của anh ở trong thân thể của tôi, nó trở thành một. Vậy Chúa Giêsu nói máu ở đây là trở thành một. Thực tế có môn đồ nào uống máu Chúa Giêsu không sau khi Chúa Giêsu chết? Không. Chúa Giêsu sống Ngài cũng không cắt máu cho các môn đồ uống. Và Chúa Giêsu chết cũng không ai lấy máu của Ngài để mà uống, bởi vì Ngài bị canh giữ một cách cẩn mật bởi các quân lính, không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta không thể hiểu cái câu kinh thánh này giống như máu thật và thiết thất. Chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa thuộc linh của nó, cái ý nghĩa sâu xa của nó, chứ không phải là cái ý nghĩa vật lý của nó. Câu 54, ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Quý vị thấy không ạ? Tham gia vào trong giao ước của Chúa thì sẽ trở nên giống như Chúa, được giống như Chúa. Ta sống lại thì người đó cũng sẽ sống lại nơi ngày sau rốt. Cho những người nào trở thành một với ta, ăn thịt và uống huyết ở đây muốn nói là trở thành một với Chúa, thì tham gia vào giao ước của Chúa và sẽ nhận được cái phần thưởng, được cái quyền lợi của cái người tham gia vào giao ước đó. Điều đó có nghĩa rằng nếu như không tin ta, không theo ta, mặc dù các ngươi là dòng dõi của Abraham, các ngươi vẫn không được hưởng sự sống lại. Câu 55, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là uống, người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong họ. Chúng ta thấy không ạ? Trở thành một. Ta ở trong họ và họ trong ta, cũng giống như hình ảnh Adam và Eva trở thành một. Người vợ và người chồng trở thành một. Máu huyết của họ trộn lại với nhau, thân thể của họ trộn lại với nhau trở thành một. Cho nên cái người này, người vợ có trách nhiệm bảo vệ người chồng, và người chồng có trách nhiệm bảo vệ cho người vợ. Tiền người vợ cũng là tiền của người chồng, tiền của người chồng cũng là tiền của người vợ. Thứ năm, đó là trao đổi tên. Chúng ta được gọi là gì? Bây giờ trước mắt đến nói đến chúng ta, nói đến cựu ước một chút. Tên của ông Abraham là Abraham, đánh hội chữ Abraham. Trước khi ông có tên Abraham thì tên của ông là gì? Đánh vào trong cái PowerPoint. Chúng ta thấy giữa từ Abraham và từ Abraham có gì khác không? À, có thêm chữ H. Tên cũ của ông là Abraham.
Sau khi thiết lập với giao ước với Chúa thì Chúa đổi tên ông thành Abraham. Như vậy có thêm cái chữ gì? Chữ hờ. Chữ hờ đấy có thể chính là một phần trong tên của Chúa là Jehovah. Đức Jehovah, chữ H. Chuyện sau khi Chúa thiết lập với Abraham thì Abraham, tên của Chúa đã được gắn vào tên của Abraham. Rồi tên của Sarah trước đó là gì? Đánh chữ Sarah bằng tiếng Anh hộ tiếng của nó. Đánh tiếng Anh như tiếng Việt thì nó không ra. Trước đó tên của bà là Sarai. Đúng không ạ? Sarai. Sau khi thiết lập giao ước thì Chúa đổi tên bà thành Sa. Quý vị thấy tên của bà có thêm chữ gì? Chữ H. Giống như chồng. Và chữ H này có thể lấy từ cái chữ H của Đức Giê-hô-va. Cho nên tên của Chúa đã được gắn vào với tên của Abraham và Sarah, Abraham và Sarai. Cho nên việc trao đổi tên là một phần trong nghi lễ của việc thiết lập giao ước. Chúng ta được gọi là người của Đấng Christ. Phải không? Chúng ta là người của Đấng Christ, là con cái Chúa, là người của Đấng Christ. Tên của Chúa cũng đặt ở trong mỗi chúng ta. Thứ sáu, đó là tạo vết sẹo. Tạo vết sẹo là làm dấu đã có giao ước với bên kia, không ai được động vào. Chúng ta biết tại sao mà hai người lấy nhau lại để trao nhẫn cho nhau không quý vị? Thời kỳ ngày xưa là người ta, cái việc trao nhẫn này là không phải gốc gác từ Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình tiếp nhận cái văn hóa của phương Tây. Một trong cái tục kết giao ước ngày xưa đó là người ta cắt da, cắt cái ngón tay của hai bên này cho nó chảy máu. Đó. Và nó tạo ra cái vết sẹo, lấy cái máu đấy là họ sẽ sử dụng để uống máu ăn thề. Và cái nó sẽ tạo ra cái vết sẹo ở hai cái ngón tay. Vì khi mình cắt tròn nó sẽ tạo ra vết sẹo mà. Cắt nhỏ thì không sao, mà cắt to nó sẽ tạo ra vết sẹo. Thế dần 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 người ta thay thế cái việc cắt tay như vậy đó bằng cái việc trao chiếc nhẫn. Nhưng ngày nay rất nhiều người trao nhẫn mà không hiểu ý nghĩa của trao nhẫn. Có nghĩa rằng máu của tôi với máu của anh đã hòa lại với nhau. Vì cái nhẫn nó thay cho cái việc cắt máu, cắt tay để chảy ra máu. Cho nên tôi, trong tay tôi đã có vết sẹo của giao ước, và trên tay anh cũng có vết sẹo của giao ước. Cho nên cái nhẫn ấy nó thay cho cái vết sẹo để trên tay đó. Có nghĩa rằng không gì có thể thay đổi giao ước của hôn nhân được. Amen. Chính vì vậy, chúng ta, Phaolô nói rằng muốn lấy ai thì lấy, miễn là người trong Chúa, và loài người không được phân rẽ kẻ mà Chúa đã phối hiệp. Khi đã kết hôn thì không có một cái lý lẽ nào tôi lấy anh khờ, tôi lấy cái cô dữ quá như này, thôi bye bye. Roma đoạn 2 câu số 9. Nhưng bề trong là người Giuđa, mới là người Giuđa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi, không phải bởi loài người, bên nào bởi Đức Chúa Trời. Trẻ con nam sinh ra đến ngày thứ 8 phải làm lễ cắt bì và cắt bao quy đầu. Chúng ta nhớ rằng trong Kinh Thánh, người nam đại diện cho cả người nữ. Khi Chúa thiết lập giao ước và dấu hiệu giao ước với người nam là người nữ có ở trong đó. Khi Chúa tạo nên Adam thì Chúa bảo với Adam không được ăn cái này, không được ăn cái kia, chứ Chúa không bảo người nữ. Điều đấy có nghĩa rằng
người nữ đã ở trong người nam. Khi Chúa bảo với Adam, khi Adam và Eva phạm tội, Chúa bảo rằng là vì ngươi nghe theo lời vợ. Mặc dù người vợ là người đầu tiên phạm tội, nhưng Chúa nói vì ngươi nghe theo lời vợ cho nên ngươi sẽ bị cái này, sẽ bị cái kia. Eva là người phạm tội, nhưng mà Chúa, Kinh Thánh lại nói rằng Adam là người tạo lên sự chết, là nguồn của sự chết, thì Adam thứ hai là nguồn của sự sống, chứ không nói Eva. Như vậy người nữ ở trong người nam. Cho nên trong phép cắt bì, trong giao ước của Chúa thì chỉ có người nam thực hiện thôi, vì người nữ ở trong người nam. Luôn luôn là như vậy. Đấy là trong cái thứ tự của Chúa và ý nghĩa thuộc linh. Thứ bảy, đó là đưa ra các điều khoản của giao ước. Chúa thiết lập giao ước và có các điều khoản của giao ước. Xuất hành đoạn 20 trở đi là các điều khoản giao ước với Israel. Chúng ta hãy đọc đi. Tổng cộng có 613 điều, có rất nhiều điều. Tóm gọn lại ở một điều mà Chúa Giêsu nói là yêu người lân cận, yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận như mình. Thứ 8, đó là ăn tiệc cùng nhau. Sau khi thiết lập giao ước thì có một cái bước luôn luôn có, đó là ăn tiệc cùng với nhau. Hội thánh đầu tiên ăn suốt ngày, ngày nào cũng ăn. Và cái tiệc thánh của họ dự nó không phải chỉ là một cái chén nhỏ, cái bánh nhỏ, mà nó thực sự là một bữa tiệc ăn cùng với nhau. Đó là tiệc thánh. Còn ngày hôm nay chúng ta làm đơn giản hóa ra là bởi vì nhiều khi cái hội chúng nó quá đông. Từ cái việc hội chúng quá đông mà không thể nào mà nấu ăn cho mấy trăm người, hoặc nghìn người, hàng nghìn người, thì người ta làm đơn giản hóa bằng cái hình tượng chén và cái bánh đó. Chứ đấy không phải là cái bánh chén mà các môn đồ và Chúa Giêsu đã ăn đầu tiên đâu. Bữa tiệc đầu tiên có 10 Chúa Giêsu với 12 môn đồ là bữa tiệc, thực sự là một bữa tiệc. Rồi sau đó họ duy trì ở các hình thức nhóm tư gia cũng như vậy, họ ăn tiệc cùng với nhau, bẻ bánh thực sự để ăn no, chứ không phải là chỉ ăn cái tượng trưng như này. Cho nên bữa ăn của chúng ta đó, cái giờ tiệc thánh thực sự đó là cái giờ mà chúng ta ăn cơm cùng với nhau, đấy là tiệc thánh thực sự, chứ không phải chỉ là cái bánh với cái chén nhỏ chúng ta sử dụng ở trong cái buổi nhóm đâu. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái đấy mới là cái thiêng, cái này mới thiêng liêng, và mình cầm cái bánh nhỏ với cái chén nhỏ mới là cái thiêng liêng. Thế còn ăn nhóm xong mà ăn ở dưới kia không phải là thiêng liêng à? Không, không phải đâu. Cái ý nghĩa của nó là ăn cùng với nhau trong sự hiện diện của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 23-26. Không có gì phải hổ thẹn, tôi nên nói chi với anh em, có nên khen anh em không? Trong việc này tôi không khen đâu, và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, bẻ ra mà phán rằng này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài cầm lấy chén mà phán, chén này là giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao truyền sự chết cho tới lúc Ngài đến. Còn cái tiệc thánh chúng ta dùng ấy, nó cũng là một cái hình thức của việc kết giao ước và biểu hiện của việc kết giao ước. Và cái bước thứ 9 đó là trồng cây kỷ niệm. Chúng ta có một cái cây kỷ niệm, đó là cây gì? Đây ạ. Cây thánh giá là biểu tượng của sự chết và tình yêu Đức Chúa Giêsu. Nó chỉ là cái cây kỷ niệm, chúng ta không có thờ thánh giá. Chúng ta không có thờ thánh giá, không có thần thánh hóa cái thánh giá này. Nghe một số người trong cái tà giáo ăn sa hồng Chúa Trời Mẹ, họ bảo là người tin lành thờ thánh giá. Mình đâu có thờ thánh giá. Nó chỉ là cái cây biểu tượng cho sự chết của Chúa Giêsu ở tại đây thôi, là biểu tượng của tình yêu thôi, đâu có thờ. Thế nào là thờ? Mình đâu có vái lại cái hình thánh giá này đâu. Đó. Trong hội thánh mình để hoặc không để nó đâu có ảnh hưởng gì. Nó chỉ là cái cây mang tính chất biểu tượng.
Vậy trồng cây để nhớ tới cái giao ước được thiết lập, thì nhìn vào cây thánh giá này nhớ lại cái giao ước được Chúa Giêsu thiết lập ở tại đồi Gô-gô-tha cách đây 2000 năm. Amen. Vậy tôi sẽ tóm lại những điều sau và chúng ta sẽ cầu nguyện. Có 9 hình thức thiết lập giao ước, 9 bước để thiết lập giao ước. Thứ nhất, đó là trao đổi áo khoác và dây thừng. Thứ hai là trao đổi dây thắt lưng. Thứ ba là cắt con vật làm đôi. Thứ tư là đưa tay phải lên và cắt máu trộn vào nhau. Thứ năm là trao đổi tên. Thứ sáu là tạo vết sẹo. Thứ bảy là đưa ra các điều khoản giao ước. Thứ tám, ăn tiệc cùng với nhau. Và thứ chín là trồng cây kỷ niệm. Và giao ước là gì? Giao ước là một sự kết ước ràng buộc giữa hai hoặc là nhiều người với nhau, bao gồm quyền lợi, trách nhiệm và chế tài liên quan. Khi một trong hai bên phá vỡ điều khoản giao ước thì bên kia không có trách nhiệm phải giữ. Chúng ta có việc Chúa thiết lập giao ước với con người và có việc con người thiết lập giao ước với con người. Nó đều có giá trị hết. Có những giao ước có giá trị 1 năm, 2 năm tùy vào việc chúng ta thiết định. Có những giao ước có giá trị đến đời đời mãi mãi. Nếu như vi phạm vào điều khoản giao ước thì ráng mà chịu. Không có cách nào khác là chúng ta phải chuộc lại cái đấy bằng việc bồi hoàn, bằng việc ăn năn để chúng ta mới được giải thoát ra khỏi cái sự rủa xả. Khi chúng ta vi phạm, chúng ta cũng đứng dậy cầu nguyện. Dạ, nhân dịp này tôi cũng muốn cho anh chị em chúng ta để thời gian để mình xem xét lại có cái giao ước nào mình đã kết ước mà mình phá hủy hay không. Và xin Chúa chỉ cho chúng ta, tổ phụ của chúng ta có phá vỡ cái giao ước nào hay không mà để cho con cháu thế hệ của chúng ta phải gánh chịu cái sự rủa xả. Để xin Chúa chỉ tỏ cho chúng ta, để cho chúng ta được tự do. Xin Thánh Linh của Chúa chỉ tỏ chúng ta biết tổ phụ của chúng ta có ai vi phạm những tội trọng hay không, có ai nợ máu hay không, có ai nợ đĩa không, có ai nợ tiền bạc hay không, hay là bất cứ một cái điều gì mà để tạo ra cái cơ sở hợp pháp mà ma quỷ nó theo rồi đến các thế hệ sau. Chúa chỉ chúng ta rồi thì mình cầu nguyện để xin Chúa tha thứ, vì mình không thể thay đổi được quá khứ, nên mình chỉ có xin Chúa tha thứ và nhân danh Chúa được cắt bỏ nó. Và nếu như mình có thể làm được điều gì để bồi đắp lại, như trường hợp của David là sau khi Chúa bày tỏ điều này thì ông phải đến với người Gabaon. Và ông hỏi người Gabaon là nói, bây giờ chúng tôi sẽ phải làm gì đây, thì người Gabaon nói là hãy giết người của vua Sa-lô. Và David không có cách nào khác, mặc dù David không muốn, David vẫn phải làm như vậy, bắt người của Sa-lô và giao về cho dân Gabaon để dân Gabaon tự xử. Cho nên cái nợ máu nó rất là quan trọng. Sau khi David giải quyết việc đấy thì Chúa mới cất cái khô hạn, cái cơ cần đó ra khỏi đất nước Israel. Nên đời sống của chúng ta đó, mà nếu không cẩn thận nên mình gieo cái sự khó khăn, khổ sở cho con cháu mình về sau.
người chúng ta dành thời gian. Chị em hãy nhớ lại, từ khi mình lớn lên, mình biết yêu cho đến khi mình lấy vợ lấy chồng, mình có hứa hôn với một ai, mặc dù không phải là bằng văn bản giấy tờ nhưng bằng lời nói, rồi sau đó mình không kết hôn với người đấy nữa mà mình đi lấy người khác. Xin Chúa tha thứ chúng ta về điều đó và nhân danh Chúa để vô hiệu hóa, hủy bỏ cái lời nói đấy đi. Để trên thế giới linh thì ma quỷ không sử dụng cái quyền hợp pháp đấy để tấn công chúng ta.
chúng ta có thể cầu thay cho người nhà của mình. Nếu như anh chị em, bậc phụ huynh nào biết con cháu của mình ở trong tình trạng như vậy, đã từng yêu ai, đã từng hứa hôn với ai rồi sau đó lại lấy người bây giờ, chúng ta có thể cầu thay cho người đó. Con có giao ước với Ngài, con sống ở trong giao ước của Chúa. Chúa ban sức mạnh cho con để thực hiện mọi điều khoản giao ước. Sức để có thể giữ các điều khoản của giao ước đó. Giao ước đối với Chúa, giao ước trong hôn nhân, chúng ta không có sức mạnh để giữ đâu. Chúng ta chỉ có nhờ ân điển và sức mạnh từ Chúa mới có thể làm được điều này. Hãy cầu xin cho sức mạnh và ân điển của Chúa đến với chúng ta để có thể giữ được những điều khoản giao ước và ở trong giao ước. Dù đó là giao ước với Chúa hay là dù đó là giao ước với con người. Giơ tay hướng với Chúa, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Thưa Chúa yêu dấu, chúng con đang đứng ở đây trước sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện cho sự tha thứ của Chúa đến trên chúng con, trên tổ phụ chúng con, về tất cả tội lỗi chúng con đã phạm. Chúa ơi, nhiều điều chúng con biết, chúng con ý thức, những điều chúng con không ý thức được, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin rửa sạch chúng con bằng huyết của Ngài, huyết của Đức Chúa Jesus Christ, huyết của chiên con không tì vết đã đổ ra một lần đủ cả, trọn vẹn cho chúng con và tổ phụ chúng con. Chúa ơi, chúng con nhân danh Ngài để cắt bỏ tất cả những sự rủa xả của tổ phụ, mọi sự rủa xả của tội lỗi mà tổ phụ chúng con gây ra, mọi sự rủa xả của giao ước với tà linh, với tà thần mà tổ phụ chúng con đã kết ước, mọi giao ước bất kính mà tổ phụ chúng con hoặc chính chúng con đã kết ước, trong danh Chúa Giêsu chúng con cắt bỏ tất cả điều đó. Chúng con được tự do trong Ngài, được tự do để lớn lên, để tăng trưởng trong Chúa, trong thuộc linh, trong thuộc thể, được tự do để nhận lãnh các phước lành mà Ngài dành cho chúng con từ trong cõi đời đời. Chúa ơi,
trong danh Jesus Christ, soi sáng để trong chúng con, dòng tộc của chúng con, còn cái góc tối nào, góc khuất nào, còn một cái kênh nào mà thế giới tăm tối lấy cái quyền hợp pháp để đi vào trong dòng máu của chúng con, xin Chúa hãy chỉ ra để chúng con xử lý với chúng nó. Chúng con không nhìn thấy được, chúng con không biết được nếu không có sự mặc khải và bày tỏ từ chính Thánh Linh của Ngài là thần lẽ thật. Ánh sáng Ngài soi vào, mọi bóng tối phải bị phơi bày hết. Chúng con cảm ơn Ngài vì chính Chúa đã đến thiết lập giao ước với chúng con. Chúng con không xứng đáng một chút nào. Và giao ước đó được thiết lập đời đời qua Đức Chúa Jesus Christ, để qua sự đổ huyết của Chiên Con Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu một lần đủ cả, để chúng con được tiếp cận với hòm giao ước, được tiếp cận với nơi chi thánh, được tiếp cận với sự hiện diện của Chúa bất cứ lúc nào chúng con muốn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con yêu Ngài vì Ngài yêu chúng con. Con cầu nguyện để sự rủa xả về nghèo thiếu bị cất đi, sự rủa xả về bệnh tật bị cất đi. Con cầu nguyện cho sự rủa xả về điên loạn bị cất đi. Những sự rủa xả trên công việc bị cất đi. Những sự rủa xả trên thân thể bị cất đi. Tất cả các chức năng trong cơ thể phải khỏe mạnh và hoạt động đúng chức năng Chúa tạo dựng ra. Mọi sự rủa xả về điên loạn, về điên khùng, về bại sụi, về ngu đần phải bị cất đi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Mọi sự rủa xả về mù loà thuộc linh thuộc thể bị cất đi trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con ở trong Ngài, chúng con là bầy chiên của đồng cỏ Chúa. Như cây trồng gần dòng nước sinh bông trái theo thời tiết, lá không hề tàn héo, mọi việc chúng con làm đều được thành công và thịnh vượng. Nguyện cho trời không đóng lại, nguyện cho các phước lành của Đức Giê-hô-va được mở ra cho chúng con và được ban xuống cho chúng con. Cho con nhận lãnh mọi phước lành từ trong cõi đời đời Chúa dành cho chúng con bằng đức tin. Cho con sở hữu tất cả các phước lành của Chúa trong đức tin. Cho con sở hữu các ân tứ Thánh Linh trong đức tin. Chúa ơi, trong danh của Ngài, Ngài ban mưa thuận thì xuống cho đất đai của chúng con. Ngài ban phước cho vật nuôi và cây trồng của chúng con. Ngài làm cho túi tiền của chúng con không bao giờ hết. Ngài làm cho đồ ăn không giờ hết trong nhà. Không ai bị bại sụi, không ai bị nghèo thiếu, không ai phải đi ăn xin. Chúng con được giàu có, được thịnh vượng và được thành công vì chúng con giữ giao ước của Ngài, ở trong Ngài. Như lời của Chúa nói với chúng con, nhược bằng các con cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con, thì cầu xin mọi điều sẽ được và sẽ được sản sinh ra kết quả, và kết quả sẽ đậu luôn. Cảm ơn Chúa vì tình yêu vô đối của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chọn chúng con, Ngài đã kéo chúng con về, Ngài soi sáng để chúng con nhận biết chân lý và lẽ thật của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin phục hồi những gì chúng con đã mất. Những gì chúng con đã mất, ma quỷ đã lấy đi, Chúa phục hồi cho chúng con. Nó lấy đi tiền bạc, lấy đi sức khỏe, lấy đi gia đình, lấy đi mối quan hệ, công việc, mọi thứ. Chúa phục hồi và ban phước bội phần hơn. Giống như Gióp, Chúa ơi, ma quỷ lấy đi một, Chúa ban gấp đôi. Về con người, về tài sản, về danh vọng, về mọi thứ. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, xin làm ơn đổ đầy Thánh Linh Ngài trên chúng con, để chúng con sống đắc thắng trong danh của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, hội thánh cũng an toàn. Kính đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em.